Bạn thấy rồi đó, rất là nhiều những ngôi mộ. Con xin phép quay phim ở đây xíu. Nói chung là mình cũng phải xin phép tiếng các bạn, người ta đang ngủ mình lại mình quay. Nhưng mà dù gì cũng bị dính hình ảnh đó, cho nên là mình xin phép, mặc dù là người sống hay là người đã mất rồi, quay chúng hình ảnh của mình đều xin phép hết. Đây, đây là view cao nhất các bạn, đẹp nhất. Đây các bạn xem. À, xuống đây có nhà dân rồi cho nên bớt sợ. Ok, tụi mình sẽ đậu ở đây. Anh cuốn xuống ngủ đi anh. Xuống mấy chỗ mấy con cuốn hả? Mấy con cuốn cũng được. Mình là mình tính chạy lên rồi nhưng mà em sợ quá. Nghe tiếng gõ mỏ đi. Chắc em... Đây, chúng ta sẽ chơi với những chú cún này tiếp. Chú cún này dơ lắm. Tại tụi nó nghịch đất mà, tụi nó còn ăn cá sống nữa. Cá ở đâu ra bị chạy luôn á. Hello. Nó không thích quay. Cho tụi anh ở đây chơi với em xíu nha. Sáng sáng nữa tụi anh lên trên kia chơi. Em có thích lên trên kia chơi với tụi anh không? Tại trên có hai đứa anh. Em lên chơi cho vui. Ở đây có hai con nữa rồi. Đó. Hai chú. Một chú thì đang ăn con cá sống nhìn sợ quá. Còn chú này như kiểu là sợ gì chú kia cạp hay sao không dám lại ăn. Đi không được bỏ em xuống đi bộ. Okay. Nhưng mà anh đi sau em. Cho em đi bộ lên trước mà em dám đi lên trước không? Không. Ủa rồi đi sau không dám, đi trước cũng không dám rồi sao vậy? Bắt đầu trời đã sáng rồi. Chú cún thì vẫn ở chơi với tụi mình nãy giờ. Và bây giờ tụi mình sẽ chạy lên các bạn. Mặc dù đường khá là trơn cũng khá là sợ, nhưng mà mình vẫn muốn có một cái trải nghiệm. Bởi vì đi tới đây từ rất là sớm rồi, chờ đợi nãy giờ cũng hơn một tiếng rồi, rất là lạnh. Và bây giờ tụi mình sẽ bắt đầu tiến lên. Em cầm đi. Chạy vô. Chung em ấy vẫn còn sợ lắm. Không, nhưng mà khi mà bắt đầu có ánh sáng rồi các bạn, cái nỗi sợ nó giảm xuống. Bởi vậy các bạn đi ra đây tầm 5 giờ 20 là vừa. Chứ 4 giờ 4 rưỡi sớm lắm. Ta sẽ qua khúc cua. Nhưng mà mình mong là sẽ có mây. Đây, chạy lên đây các bạn sẽ thấy một cái ngã ba. Đó, chúng ta sẽ đi đường này để lên. Còn phía bên này là mây. Và đối diện ngã ba là các bạn thấy rồi đó. Rất là nhiều những ngôi mộ. Con xin phép quay phim ở đây xíu. Nói chung là mình cũng phải xin phép tiếng các bạn. Người ta đang ngủ mình lại mình quay. Nhưng mà dù gì cũng bị dính hình ảnh đó, cho nên là mình xin phép. Mặc dù là người sống hay là người đã mất rồi, quay chúng hình ảnh của mình đều xin phép hết. Đây, em cầm đi. Bây giờ tụi mình sẽ chạy lên nha các bạn nha. Đường thì mình thấy cũng khá là khô cho nên là sẽ chạy hẳn lên luôn. Ngồi im nha. Ok, em đi bộ. Em khá là sợ. Ok, hơi lên đây.
đường khô mà. Em đi bộ anh chờ em xỉu luôn á. Các bạn thấy phía bên phải không? Gọi là Bình Minh đó. Hoàng hôn hả? Khe lên thôi. Đường này mình thấy ô tô còn chạy được mà các bạn. Thôi em xuống đi. Né nha, né nha. Trời ơi, chạy có đi xíu mà em ơi túc dưới luôn. Nói chung hôm nay là có may anh em à. Cố lên, chạy vô. Tới đây đường khô rồi. Ở đây á, người ta chở đá lên đó các bạn, cho nên đá dâm. Cho nên chạy được chứ không có mấy cục đá này không chạy được luôn á. Rồi leo lên. Không, dây khô rồi, hết cây okay rồi. Lên đi. Em lỡ cho em xỉu cho anh ok chưa? Rồi. Mệt quá. Mấy cái rễ qua từ từ thôi. Ừ. Những cái rễ các bạn chạy vuông góc với cái rễ nha. Đừng có chạy song song với cái rễ các bạn sẽ bị ấy đó. Chúng ta sẽ chạy vuông góc với cái rễ. Ai à. Hình như đã tới rồi đúng không? Chưa, còn trên kia nữa kìa. Em quay qua bên phải nè. Đó, các bạn thấy đẹp không? Đó, ui, thực sự luôn á. Tí nữa sáng tí nữa bay lại cam cho các bạn xem nha. Ở đây đi. Hả? Ở đây thôi. Chưa, từ từ. Đường này đẹp mà, tới đây đường đẹp rồi. Người ta chạy đá lên nè các bạn, đá dâm á, cho nên chạy cũng không có bị trơn. Có mây các bạn à. Qua bên này mới thấy mây nè, em dừng ở đây đâu thấy mây đâu. Chỗ này bắt đầu có ánh sáng rồi, hết sợ rồi. Mừng quá. Nãy giờ không dám lên, có người có chó quá trời, đem chó lên đỡ sợ ma nè, mấy người này tính toán hết rồi đó. Ở đây là đỉnh cao nhất nè các bạn. Ok, tụi mình đang ở trên đỉnh đồi. Nói chung là rất là hạnh phúc luôn các bạn. Bởi vì công sức bỏ ra thì có may thật. Có may, mừng quá. Em thấy vui không? Vui. Cái này bớt sợ chưa? Bớt sợ nãy giờ rồi. Ok, mây của chúng ta đây. Đó các bạn thấy không? Trắng xóa mây. Mây dùng xung quanh để có thể ngắm mây. Vẫn có một ít rác của những con thú rừng. Thú rừng xả rác. Bỏ cái bông tai này xuống á, cái bắt đầu thấy nó lạnh cái lỗ tai. Mà cái hơi ấm, mình giữ ấm cái tai á các bạn. Nó giữ ấm tốt cực kỳ luôn. Chỉ cần cái tai nó ấm là cả cơ thể nó ấm luôn. Cái tay nó lạnh là tự nhiên cả cơ thể nó lạnh. Cho nên hôm qua mua cái này rất là hợp lý, 50k một cái. Ok, đây là view đỉnh đồi Đa Phú. Nói chung cái quá trình trải nghiệm lên đây các bạn cũng thấy rồi đó, hơi sợ hãi xíu. Nhưng mà bây giờ thì các bạn thấy rồi đó, cảnh sắc cực kỳ đẹp. Và trước mắt mình là người đẹp. Trước mắt mình cũng là một cảnh hoàng hôn, mây. Hôm qua mới mưa xong đó các bạn, cho nên hôm nay mây rất là nhiều. Phía bên này mây nhiều lắm, nhưng mà cái cảnh Bình Minh là không thể nào mà bỏ qua được. Bây giờ mình sẽ bay live cam cho các bạn xem. Lâu lắm rồi mình mới được bay live cam lại các bạn. Mình được anh Tùng Lê tặng cho một cục pin, cho nên hiện giờ mình đang có 2 cục pin. Mong là chuyến bay của chúng ta suôn sẻ.
trên này các bạn thấy rồi đó, vẫn có một nhóm cắm trại tụi mình mà biết đó. Bây giờ bắt đầu mọi người mới bắt đầu lên nè, nhiều bắt đầu lên nhiều lắm. Ở dưới kia có nhiều lều lắm kìa em. Ui, vậy là mình chưa đi hết các bạn hả? Đó, phía dưới đó mình thấy còn mấy cái lều nữa. Mời các bạn đến với chuyến bay của hãng hàng không GoGo TV. Mời các bạn thắt dây an toàn. Đây, đây là tụi mình. Em đeo khẩu trang vô đi. Thôi, đeo xíu thôi rồi. Rồi ra xa rồi, rồi anh ấy. Ok, giờ mời các bạn tham quan với cả mình, với cả em ấy. Chứ thôi. Ôi, lâu quá không lấy lại càm, bị lộn thao tác. Còn con nhớ cái này hả? Ui, run thật sự các bạn. Ây da, ây da. Tay mình nó run á. Và các bạn thấy đồ đẹp không? Đó, mây cực kỳ nhiều. Ui, lạnh mà nó rung tay luôn á. Tại vì phải dùng lực để ghì cho nó cố định á, thì nó mới ra một cái cảnh đẹp được. Wow, sao? Xa lắm, nó bay xa lắm. Nói chung là cảnh bình minh rất là đẹp, cho nên mình sẽ so cho các bạn xem sau. Chắc này cho các bạn xem cảnh mây trước. Ui, tay anh rung. Em làm gì cho anh bớt rung đi. Em cũng lạnh quá. Ui, gió thổi. Đó, chỉ có tụi mình trên đỉnh đồi thôi các bạn thấy không. Bây giờ là chuẩn bị vô. Đó, mây rất là nhiều luôn. Chắc là xong cảnh này tụi mình sẽ bay lại cam về, tụi mình chạy sang cái chân đồi bên kia. Và bây giờ sẽ cho các bạn ngắm ấy nha, ngắm hoàng hôn. Hoàng hôn nữa. À đâu, ngắm bình minh chứ. Mình cứ bị nhầm. Trời, có hoàng hôn. Mây nhiều lắm các bạn. Đó. Chuẩn bị tới. Bình minh, ánh bình minh đã về. Đây, chúng ta đã đến được cảnh bình minh. Nhưng mà hôm nay là nó hơi ấy. Đây là cái đường đi lên này. Đó, sau qua phía bên này á. Các bạn thấy không, đường nó rất là to luôn. Ô tô còn chạy lên được mà các bạn. Ô tô mà bự á. Chứ mấy chiếc mà thấp không chạy được đâu. Dạng như le xe địa hình nó sẽ chạy được. Chạy thẳng dài qua phía bên này luôn. Các bạn đó, và thẳng dài phía bên này mây rất là nhiều. Bây giờ tụi mình sẽ hạ cánh flycam và sẽ chạy lên cái đỉnh đồi này. Ok ha các bạn ha. Đây, mình muốn bay sát cây là mình phải tắt cảm biến các bạn. Bây giờ mình sẽ vào để mình lấy cái góc. Mình lấy cái góc. Anh. Đó các bạn, lấy cái flycam không? Giờ này mình sẽ bay vào cái ngọn cây. Mà bay như này nó mới ra một cái cảnh đẹp. Như vậy vẫn bị dính. Ok, chào mừng các bạn đã quay trở về với chuyến bay. Chúng ta sẽ đổi sang sân bay mới xây. Sân bay này cũ rồi, cho nên bây giờ sẽ chuyển sang sân bay mới các bạn nha. Ở đây GPS yếu cho nên nó tự động trôi đó các bạn. Khá là nguy hiểm luôn. Khá là nhiều rễ cây. Và không có thắng số. Cho nên các bạn di chuyển chậm tối đa có thể. Có thắng số thì cái lực thắng á là thắng do máy chứ không phải thắng bằng cái bánh xe. Các bạn sẽ tránh được tình trạng trơn trượt. Nhưng mà nếu mà thắng bằng xe tay ga, thắng bằng hai cái tha phanh này các bạn. Nói chung tất cả lực nó dồn lên hai bánh xe. Chỉ cần một bánh nó trượt thôi là toang. Nãy mình quên kiểm tra cái xe này có cái lốp nó còn dày hay không. Các bạn đi thuê xe lưu ý điều đó giúp mình nha. Mình quên cái điều đó. Là các bạn phải lựa cái xe mà cái lốp, cái vỏ nó còn mới. Nó sẽ an toàn cho các bạn hơn. Mà bạn nào mà thích đi núi, đi rừng rú nhiều á thì nên thuê xe số, đừng thuê tay ga. Ok, bây giờ bắt đầu lên dốc nè. Hết xuống rồi lên.
từ từ thôi, chậm thôi. Tụi mình đã qua cả ngàn lớp sương, ao ảnh lên lớp mây, đi trên cỏ đi anh. Đó, lên đây là bắt đầu mây bay ngang mặt luôn rồi đó. À, các bạn thấy mây nè. Đó, em thấy không? Mình cứ đi là mình sẽ có những cái trải nghiệm mới. Giờ lên tiếp trên kia luôn, lên đỉnh cao nhất rồi. Từ từ, nghe trên kia nhiều rễ cây lắm á. Khá là dốc và khá là nhiều rễ cây. Thôi em xuống đi bộ đi. Hay là muốn ngồi. Không có nước. Thôi ngồi đi. Nhưng mà rễ cây. Không sao đâu. Mong là không sao các bạn. Các bạn nhìn trên camera các bạn thấy nó không có dốc, nhưng mà các bạn chạy ngoài đây á là té đá trong quần luôn á. Nhớ nha, gặp rễ cây là phải chạy vuông góc với rễ cây nha. Ui, trên này quá trời người nè. Thần Liên Địa Hội ơi. Người nhiều lắm bạn, lèo đi chạy vòng tham quan cái. Ồ, quá trời luôn. Thôi chạy vòng cái. Chạy đi kiếm chuyện em. Kiếm chuyện. Vô xin đồ ăn rồi đói. Xin không, xin không, đi xin cho. Đánh cấp. Đây là view cao nhất các bạn, đẹp nhất. Ui, mây nè các bạn. Ui, không uổng công mà tụi mình hôm nay lên. Ui, view mây nè các bạn. Zoom lại cho bạn xem. Hello mấy anh lên từ chiều hôm qua hả? Hấp dẫn thật sự. Em dạ, em mới lên lúc sáng. Tụi em tới đây lúc 4 giờ mà sợ không có ai, với lại nghe nghĩa địa với cái tụi em tới 5 giờ mấy mới rồi mới chạy lên. Nhưng mà không ngờ là trên đây đông người như vậy. Ở đây là tem của anh hết hay sao? Hay là riêng? Dạ, mình em có 2 liều nè. À, 2 liều nè. À, có nghĩa là nhiều tem ha. Dạ. Một bữa sáng ngon nhất. Đi qua lên đây có mưa không? À không anh, em lúc mưa thì tụi em ngủ rồi. Tụi em ngủ lúc 9 giờ mà như mưa lúc khuya hay lúc gì đó. Ở đây mưa hôm qua mưa to không ha? Mưa từ lúc chiều rồi tầm 8 giờ 9 giờ mưa lại. Ngoài sống chung với lũ luôn hả? Ngoài sống chung với lũ luôn hả? Cho em ngó cái lều cái được không? Cái nó ướt nhiều không á? Trời ơi, đây là cảnh ngủ. Ý như cái xuồng. Không, nhưng mà cái này mới gọi là trải nghiệm anh. Nhưng mà lều của anh em thấy khá là xịn sò. Chứ em mà mang cái lều em lên đây là em gọi là tắm với lũ luôn, chứ không gọi là sống nữa. Thôi, cảm ơn mấy anh nha, chúc mấy anh một buổi sáng vui vẻ. Thanh niên này tôi sướng, nhưng mà rác hơi nhiều rồi. Rác nhiều quá, khá là buồn. Mày, ok, giấc này bay là cam đúng bài, bay thôi. Dạ. Hôm nay em sẽ bay cho. Đây cây nhiều lắm em, đây cây nhiều lắm. Lần này em sẽ bay cho nghe câu bay. Một câu nói rất là hồn nhiên, kèm pha thêm một chút tự sự tự tin, nhưng sâu trong đó là nỗi sợ hãi tột độ của anh.
săn mây đến đây thôi. Và tụi mình xin được phép kết thúc clip ở đây. Chắc này tụi mình đi xuống thì cũng không có gì để quay á, cho nên là bye bye anh em nha. Nhớ like và đăng ký kênh để xem những clip mới nhất của tụi mình. Thì chắc này xuống thì kiếm cái gì đó thật là lạ quay cho anh em xem. Bye bye.